Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Hãi hùng cảnh xe nâng cán tử vong một người phụ nữ đang đi tập thể dục. Đi vào điểm mù xe ben, người phụ nữ đi xe máy bị kéo lê trên đường. Vượt đèn đỏ, ô tô con phóng tốc độ kinh hoàng tông lật xe cứu thương. Hãi hùng cảnh xe nâng cán tử vong một người phụ nữ đang đi tập thể dục. Vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 30 tháng 7, tại khu vực phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi, đi tập thể dục buổi sáng về. Theo hình ảnh từ camera giám sát của nhà dân gần đó, tại thời điểm xảy ra tai nạn, một chiếc xe nâng hạ di chuyển rất nhanh từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ vào đường nhánh bên phải đã đâm và chèn qua người một phụ nữ đi bộ dưới lòng đường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đi vào điểm mù xe ben, người phụ nữ đi xe máy bị kéo lê trên đường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 28 tháng 7 tại đầu cầu Yên Biên 2, thành phố Hà Giang. Theo đó, chiếc xe ben khi gần tới ngã tư thì bật tín hiệu rẽ phải. Đúng lúc này, người phụ nữ điều khiển xe máy đang đi thẳng. Do rơi đúng điểm mù nên xe ben đã đâm trúng người phụ nữ, cuốn cả người lẫn xe máy vào gầm rồi kéo lê một đoạn đường ngắn. Vụ va chạm khiến người phụ nữ bị thương nặng. Vượt đèn đỏ, ô tô con phóng tốc độ kinh hoàng tông lật xe cứu thương. Sự việc được ghi lại xảy ra tại ngã tư Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, thuộc phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 29 tháng 7. Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, xe cứu thương đang lưu thông trên đường Phan Văn Trị hướng phường 10 đi phường 11. Khi tới ngã tư giao với đường Phạm Văn Đồng, thì bị xe ô tô con màu đen đi theo hướng vuông góc, vượt đèn đỏ với tốc độ cao đâm ngang. Với lực đâm mạnh, xe con khiến xe cứu thương lật xoay 90 độ rồi lật nghiêng. Hậu quả là phụ xe của xe cứu thương bất tỉnh, mắc kẹt trong cabin. Sau đó, phụ xe cứu thương được lực lượng chức năng đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu khẩn cấp. Về phần hai chiếc xe con nát bét đầu, còn xe cứu thương cũng lật nghiêng, hư hỏng nặng.